trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Em tên Trần Ngọc Phi Vũ, hiện tại em 33 tuổi. Chịu, em tên là Lan Anh, năm nay em 28 tuổi. Về nhược điểm thì em ngủ hơi có tiếng chút xíu, không biết nấu ăn. Ngủ sao em? Ngủ sao? Dạ ngủ có tiếng. Ngáy đó. Ngáy đó hả? Có cái tật xấu nào ngoài cái ngáy nãy giờ mình chưa nói không ha? Mà nhát cái gì? Nhát gái hay là chết nhát hay là... Chắc cũng hơi nhát gái đó chị. Có nhát trai không? Dạ không, nhát trai không nhát. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Giờ em đi tính cách em vậy luôn à. Đào Tiến Lộc, năm nay em 27 tuổi. Em tên là Khánh Linh, em 23 tuổi. Điểm yếu của em là em cũng hơi khó tính với nóng tính đó chị. Với lại bạn bè em nói là mặt em nhìn hơi dữ, hơi khó chịu. Với lại em cũng hay quên. Biết bao người con gái đem tình yêu gửi tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao câu nàng khen anh có tài. Dạ em xin hết à. Em có mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ giống anh Quyền Linh. Trời ơi. Nhưng mà nãy giờ em tưởng tượng ra. Em à? Dạ. À, anh thích em rồi đó, ước gì em là vợ anh. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không ai nói lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Ồ, 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 ồ.